Xin chào bà con, lại là em Mai đây. Em Mai sẽ chia sẻ cho bà con những cái thông số về cái kỹ thuật thông số cũng như cái kỹ thuật trồng cây bồ kết của nhà em nhé. Đây là những cái vườn bồ kết thực sinh em đang ươm ra để lấy cây ghép. Như những cây này này, những cây này là đã quá đủ tiêu chuẩn để chúng ta tiến hành ghép mắt rồi. Khi mà ghép mắt thì chúng ta sẽ cắt ngang cái thân này đi nhé. Sau đó thì bà con sẽ tiến hành lấy mắt ghép lên vào thì sẽ được một cây bồ kết ghép. Tất cả những cái cây thực sinh như này thì em đều phải nuôi đạt đủ tiêu chuẩn hết. Đủ tiêu chuẩn tức là sao? Tức là cái thân cây này nhá, bà con nhìn thấy đây, nó sẽ phải to bằng đầu đũa hoặc là đầu ngón tay út của chúng ta. Thì lúc đấy chúng ta ghép vào thì cái tỷ lệ sống nó mới cao. Bà con nhìn thấy không? Chứ không phải là cây nào em cũng ghép đâu, tuyển chọn rất là kỹ. Đây này, hầu hết những cái cây đấy nó đều rất là to này. Như này thì chúng ta bắt đầu mới lên được này. Trước khi ghép nó phải cắt những cái lá gai này đi để cho nó không bị đâm vào tay chân thì mới ghép được. Dưới này là những cái vựa mà đã ghép được rồi này. Vì cây bồ kết này nó rất là dễ sống. Nó là một giống cây rừng nên bà con có thể hoàn toàn trồng trên đất đồi cao được nhé. Đây này, đây bà con có thể đến đây là toàn là cái đất đồi nhà em san cái đồi này ra đấy. San cái đồi này ra để lấy cái đất này làm đất ươm ấy, mặc dù là đất đồi chẳng có cái gì cả. Bà con như thế, nó đất đồi sâu xuống hẳn 2-3 mét thì làm gì có chất gì đâu. Thế mà cây nó vẫn lớn rất là tốt này, không phải chăm bón gì mấy đâu. Chăm bón này nó còn lớn quá, còn ăn vỡ khỏi bầu nên là không có chăm bón gì cả. Chỉ có tưới nước như này thôi. Xa xa kia là những cái cây bồ kết ghép nhá, đã trồng được khoảng 7-8 tháng, nó rất là to này, bà con nhìn thấy không? Trung bình những cái cây như thế ấy, thì năm đầu thì bà con chưa lên thu quả đâu. 7-8 nó vẫn bé này, nhà em hầu như năm đầu em sẽ tuốt hết hoa hết quả đi. Để năm thứ hai thì mới bắt đầu cho thu quả. Bồ kết thì hiện đang là một cái cây giống cây trồng mới và chưa được nhiều người biết đến nên là bà con nhiều khi là cũng thấy hoang mang về cái cây trồng này. Nhưng mà cái cây này ấy, xin cho bà con biết là giá thành nó đang ở cái mức giá rất là cao. Năm nào cũng trên dưới 100.000 đồng 1 kg cân khô nhé. Và tươi thì bà con đang bán dao động từ 35 đến 45, 50 cũng có. Thì đây là cái cây trồng dược liệu. Có thể là bà con bán tươi cũng được, bán khô cũng được. Chúng ta đều có thể chủ động về cái đầu ra rồi là cái thời kỳ bán. Lúc nào bà con thấy giá rẻ thì bà con có thể để lại, bao giờ đợi đến giá đắt thì bà con bán không sao cả. Quả này chúng ta có thể để 1 năm, 2 năm không vấn đề gì hết. Và cái mục đích chính của nó là làm dược liệu, chủ yếu là để nấu dầu gội này, hương nhang lụ bồ kết sông nhà này, rồi là các thuốc ở trong sản phẩm đông y. Chính vì vậy nên hàng nó lúc nào cũng khan hiếm. Và cái cây này hiện tại ở trên đất nước